Khách hàng của tôi 55 tuổi. Khi mà mình bị lão hóa đó, cái môi, cái cằm nó bắt đầu nó teo đi, thì cái môi tự nhiên chỗ này nó bị khuyết vô, mà môi rớt xuống ha, và nó gây cái khoảng cách đường cái má này nó sệ xuống này ha, cái cằm nó không có đường liên lạc với cái hàm một đường thẳng nữa, nó gập ghềnh, nó sẽ gây ra nhiều khối mặt khác nhau, cho nên nó gây cảm giác chảy xệ nhiều hơn. Do đó trong cái chuyện mà làm MDCOT, mình phải trả lại những cái chỗ nhô hợp lý. Rồi bây giờ bác sĩ Thảo đã hoàn tất cái case filler MD Dynamic Cut cho chị Phương Ngọc. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại kết quả và check lại những cái khuyết điểm trước khi mình làm coi bây giờ nó như thế nào ha. Như các bạn thấy bây giờ mình nhìn vô thần thái ha, mặc dù không có cười ha, nhưng mà những cái khuyết điểm mà làm cho khuôn mặt nó trong cái buồn và già thì nó đã hoàn toàn biến mất. Và mình nhìn đây một cái khuôn mặt cũng khá là tươi trẻ đúng không, nhìn hiền hậu hơn rất là nhiều, và những cái vẻ cau có, giận dữ và mệt mỏi nó đã biến mất ha. Thì tổng cái số lượng filler cái ca này bác sĩ Thảo đã sử dụng là 17cc. Các bạn nhìn thấy là so với kết quả trước thì với 17cc tiêm vào khuôn mặt này, mình thấy rằng khuôn mặt nó không hề to ra, tức là mình nhìn thấy cái filler trong đây không hề nhận biết là có số lượng filler như thế trong khuôn mặt này ha. Cười thử chị Phương Ngọc, cười thử cái này ha. Cái nụ cười của chị Phương Ngọc ha, mình thấy là toàn bộ má này rất là tự nhiên đúng không, không có thấy bị đơ, bị thô của cái filler nó tiêm vào như vậy ha. Đặc biệt các bạn nhìn thấy tại sao cái thần thái nó thay đổi như vậy, đó chính là cái vùng mắt dưới, mình thấy rằng toàn bộ cái túi mở mắt dưới đã hoàn toàn biến mất, cái khuyết lõm dưới này cũng không còn nữa ha. Rồi cái khóe mũi miệng đã chị thư giãn giùm em cái này. Cái khóe mũi miệng á đã cải thiện khá là tốt, tuy nhiên ở cái mức độ da của chị Phương Ngọc thì là nó hơi bị lão hóa và lỏng lẻo khá nhiều. Và một cái nữa là cái sự co rút mô ở vùng này, mặc dù mình đã bóc tách bằng cái filler, những cái giống như là những cái khuyết mà sâu quá nó sẽ bị sơ hóa đó ha, thì phải theo thời gian nó mới giảm đi thêm một tí nữa. Và đặc biệt nè ha, khi mình đẩy cái da trước khi mình tiêm filler, mình thấy là cái da nó lỏng lẻo rất là nhiều, thì bây giờ bởi những cái điểm chặn, nhờ những cái điểm chặn của filler đó ha, thì là cái da nó đã tạo cái độ săn chắc rất là tốt. Mình đẩy độ di động của da nè ha, nó tốt lên rất là nhiều ha. Thần thái, những cái vùng chảy xệ này mặc dù trước đó mình thấy là rất là nhiều ha, nó đã được kéo lên bằng cách là hỗ trợ sức nâng của cơ, điểm chặn để da đừng đổ xuống ha. Rồi đặc biệt là cái rãnh marionette line ngay đây ha, cằm rất là xinh, duyên dáng, môi cũng đã được làm đầy trở lại, và bằng một cách rất là tự nhiên đúng không, chúng ta không hề thấy rằng đây mình có một tí cái filler môi vô đây. Cái cằm đã trả lại độ nhô, độ liên kết với vùng hàm ha, liên kết vùng hàm nó liên lạc hơn, cho nên nó làm cho cái mặt bớt phân khối, thành ra là cái cảm giác nó khuôn mặt nó thon gọn hơn, cái dấu hiệu chảy xệ nó giảm đi ha. Rồi cái gì nữa, bây giờ mình check thử những cái vùng cơ cử động. Cười đi, cười cái nè ha, cười nè, mình thấy rằng cái độ rút của cái gò má nó đã giảm đi, thành ra là cái độ khuyết của cái khóe này nó cũng giảm đi rất là nhiều về độ sâu ha. Rồi chị chu môi giùm em cái nè, khi chị chu môi nè, những cái nếp nhăn co kéo vùng cằm hầu như là biến mất ha. Cái vùng môi mà nhăn của cái vùng môi trên á, nó cũng được giảm đi, bởi vì khi mà mình kéo cái độ săn chắc này cộng với là mình filler vô cái vùng xung quanh môi á, cái cơ mà tạo ra những nếp nhăn xung quanh môi nó cũng được thư giãn đi, cho nên là nó giảm cái nếp nhăn ha.
Chị làm động tác trề môi giùm em cái coi. Mạnh lên này. Đấy. Ừ. Ha, chị còn hơi ê ê ha. Cho nên là động tác nó còn hơi cứng một chút xíu để bị thuốc tê. Thì khi chị làm động tác trề môi bình thường á là cái cơ của vùng cằm sẽ co rút rất là nhiều, nhưng cái này nó được thư giãn, nó bù lỗ, nó bù vào những cái chỗ mô mà bị mất đi, cho nên bây giờ khi chị làm những động tác này, vùng cằm không có còn bị co rút nữa, không còn như nếp nhăn nữa ha. Đấy, tổng thể thì với 17cc filler và vùng mắt cũng được. Khi cười á, nếp nhăn vùng mắt cũng giảm đi rất là nhiều luôn ha. Chỉ bằng phương pháp filler MD Dynamic Coat, các bạn sẽ thấy rằng sự săn chắc da, độ chảy xệ, những cái khuyết lõm và cái thần thái đều được đáp ứng, tức là mình điều trị được cái vấn đề mắc phải chỉ bằng phương pháp tiêm filler ha. Đây là một điều rất là tuyệt vời, các bạn thấy không? Như vậy chúng ta có thể thấy rằng chỉ với phương pháp filler MD Dynamic Coat, mọi vấn đề chảy xệ, khuyết lõm khuôn mặt, những cái thần thái mà già nua cao có bị ảnh hưởng đều đã được giải quyết ha. Ngay lập tức chúng ta không thấy sự sưng bầm hay là cái gì hết ha. Có thể chị Phương Ngọc sẽ cảm thấy ê ê ở cái vùng tim một tí thôi, nhưng mà nó sẽ không có sưng, không có bầm tím hay là bất cứ dấu hiệu nào. Và cái quan trọng là nếu như mình so sánh về các phương pháp mà điều trị chảy xệ khuôn mặt đơn lẻ, tức là không có sự phối hợp, thì filler MD Dynamic Coat nó giải quyết được hầu hết những cái vấn đề, những cái dấu hiệu chảy xệ, lão hóa, khuyết lõm tất tần tật luôn ha, mà không có một cái phương pháp nào có thể sánh bằng ha. Mình khẳng định lại là nếu mình so sánh về sự đơn lẻ của từng phương pháp, ngay cả căng da mặt thai phu, thorma, căng da mặt bằng chỉ, căng da mặt cổ điển ha, thì phương pháp này là rất là tuyệt vời.